Hôm nay Giác Nhàn muốn minh định và nói một số những cái cảm nhận của mình trong văn sao mà Tổ sư Ấn Quang nói về cái cảnh giới Tây phương Cực Lạc cho đại chúng phát khởi lòng tin. Bởi vì khi mà mình tính tâm sâu dày với cảnh giới Tây phương Cực Lạc thì ngày đêm mình mơ ước để về cảnh giới bên đó. Cái quan trọng chỗ này lắm. Cũng như lúc trước Giác Nhàn gần như là tính cả năm trời ngày đêm mơ ước đi qua bên Mỹ. Thì lúc đó cho thầy Nhuận Minh đi trước rồi mang tượng Phật đồ đạc qua đó để mở pháp hội, thì cũng tính thời gian cũng cả năm trời. Tổ chức cái pháp hội thứ 12 năm 2015 ở Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 2 ở chùa Đại Tùng Lâm là bắt đầu khăn gói lên đường đi. Bởi vì mình muốn đi cho nên thành ra mình phải chuẩn bị hành trang khăn gói lên đường. Hiểu cái tâm trạng mà muốn đi không? Cái quan trọng chỗ này lắm luôn. Bây giờ mình niệm Đức Phật A Di Đà nhưng mà mình không có ý niệm về cảnh giới Tây phương Cực Lạc và mình không biết những cái tư lương hành trang nào để mang đi, hoặc giả cái ý niệm mà muốn về Tây phương Cực Lạc yếu nhất, thì người này có hạnh mà không có tín nguyện. Ở chỗ này quan trọng. Vậy cho nên thành ra có những người mà Ấn Tổ nói trong văn sao công phu họ yếu, thậm chí họ chưa thành phiến luôn. Thành phiến tức là câu Phật hiệu dày đặc trong tâm, vọng tưởng không khởi lên nổi, vẫn còn kiến hoặc tư hoặc, vẫn còn tham sân si mạn nghi, nhưng mà nó không khởi được do cái câu Phật hiệu nó phục được rồi. Còn có những người họ chưa phục được nha, chưa phục được tức là tham sân si vẫn còn đó, có những lúc họ phục được, có những lúc họ phục không được. Nhưng mà dĩ nhiên là câu Phật hiệu phải chiếm ưu thế, nhưng mà cái tâm tha thiết muốn về của họ nó mãnh liệt quá. Cho nên cái lúc lâm chung họ chỉ được 10 niệm thôi, niệm chỉ được 10 niệm tỉnh táo sáng suốt là họ được về Tây phương Cực Lạc. Có những người hỏi Ấn Tổ vậy là con niệm Phật không được nhất tâm bất loạn, chưa thành phiến, chưa được sự nhất tâm, chưa được lý nhất tâm, như vậy con có được về Tây phương Cực Lạc hay không? Thì Ấn Tổ nói được về hay không là do nơi tín nguyện, đủ thiện căn phước đức hay không. Nếu mà ông thành phiến được, ông sự nhất tâm, lý nhất tâm thì tuyệt quá. Mà nếu ông thành phiến mà nhất tâm bất loạn, mưa không sa, gió không lọt á, sự nhất tâm, lý nhất tâm gì không biết, nhưng mà ông không có tín nguyện thì ông vẫn ở lại lớp. Cho nên bây giờ mình phải phải phát khởi một cái niềm hân hoan vui vẻ, nghĩ đến cảnh giới Tây phương Cực Lạc, cái đất nước này, cái thế giới này mình nên về trong đời này, là cái chỗ quê nhà mình mà Đức Phật đã tạo sẵn có rồi. Thì bọn phàm phu mình chỉ cần về tới quê nhà sẵn có Tây phương Cực Lạc là ca khúc hải hoàn rồi. Vì sao mình phải về tới bên đó mà sao không ở với cõi bên này? Vì cõi bên đó thì đặc biệt khi về bên đó thì hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh và sanh ra là đồng một loại thân, đó là thân đồng nam. Không có người nữ, không có súc sanh, dẫu cho có chim đó là do cái thần lực của Phật A Di Đà biến hiện ra để thuyết pháp cho chúng sanh nghe thôi. Chứ trong kinh A Di Đà nói là có chim ca lăng tằng già cộng mạng sư điểu, đó là thần lực của Phật để biến hóa, chứ không phải người bên đó tu hành để làm loài súc sanh, không có. Tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh là vắng mặt bên đó không có đâu. Như vậy cõi Tây phương Cực Lạc khi mà con người bên đó là chánh báo, đang nói chánh báo là khi họ sanh ra thì thân tướng họ giống nhau hệt luôn. Đặc biệt chỗ này vì họ vào trong liên thai, khi họ vào trong liên thai để họ sanh ra đó thì nó có một loại thân giống nhau, vì họ ở trong liên thai do thần lực của Phật gia trì và nguyện lực của Phật gia trì, khi ở trong hoa sen họ nở ra thì họ thấy Phật, họ ngộ vô sanh, thì lúc này kiến hoặc tư hoặc rơi rụng hết và thân tướng họ giống hệt như thân tướng Phật Di Đà, thì cái thân tướng này là do nguyện lực của Phật A Di Đà. Chứ nếu mà mình tu mà được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp á, mà những người ở cõi Tây phương Cực Lạc đó thì thường nếu mà tu như vậy thì phải mất thời gian khá lâu. Gần như là tánh tướng tương đồng, nếu mà chứng được Phật á, thì mới đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên Phật thì tâm của Ngài đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác
bằng nhau, chánh đẳng chánh giác là không ai hơn, Phật là Phật, là Phật Phật đạo đồng, tức là bằng nhau. Cho nên thân tướng của các vị Phật đều giống nhau hết. Coi đi. Dẫu cho mỗi hình tướng của các vị Phật giống như Đức Phật A Di Đà thì có một cái chốm đỏ đó, quý vị xem sau cái tượng Chánh Nhân đang ngồi đó là có cái chốm đỏ ngay trước trán, thì Phật Thích Ca có cái chốm đỏ trên đỉnh đầu. Mỗi vị có mỗi hình tướng nhưng mà tất cả hình tướng đều giống nhau hết, do tâm thức của các vị này đạt đến một cái cảnh giới giống nhau là phá sạch hết vô minh, trần sa hoặc kiến hoặc, vô minh hoặc, chứng tam minh, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đạt đến cảnh giới này thì xuất hiện ở cảnh giới nào thân tướng cũng giống nhau, vì tâm thức của các vị này đã nâng đến cảnh giới đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên thân tướng giống nhau, vì do tâm đạt cái cảnh giới và chứng giống nhau cho nên thân giống nhau. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Tuy nhiên người về tới Tây Phương Cực Lạc chưa đạt được cảnh giới giống như Phật. Nhưng mà vì sao thân tướng họ giống nhau? Đó là do nguyện lực của Phật A Di Đà. Bất cứ một chúng sanh nào, giàu là súc sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh người trời, Atula, về tới cảnh giới của con là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thân tướng giống hệt như con. Nếu không được như vậy thề con không thành nội chánh giác. Đây là do cái nguyện lực của Phật A Di Đà, chứ không thể một đời mà chúng ta về tới Tây Phương mà về tới cảnh giới nào khác hoặc ở cảnh giới người mà được cái thân tướng như cõi Cực Lạc thì không bao giờ có rồi. Đó là do cái nguyện lực trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Và tuổi thọ của chánh báo con người bên đó là vô lượng. Họ không có sanh già bệnh chết. Họ có sanh thì sanh trong hoa sen chứ không sanh như thai ngục của chúng ta. Họ không có già, họ không có bệnh, họ không có chết. Họ hóa sanh chứ không phải là thai sanh như chúng ta. Và cái tuổi thọ của họ là vô lượng tuổi. Tuổi thọ họ kéo dài vô lượng tuổi. Mà khi chánh báo là tuổi thọ kéo dài vô lượng thì y báo cũng phải là vô tận, không có biên giới, không có cùng tận. Khi mà mình lý luận, mình hiểu ra được cái điều này thì mình thích về. Dẫu cho ở cõi này nó có khổ cực, nó có nghiệp chướng đeo mang, quả báo mình phải trả do đời trước mình sát sanh bệnh tật, hoặc giả mình không biết bố thí, mình nghèo cùng túng thiếu đi, hoặc giả là thân tướng mình xấu xí lùng lé mà xấu hô chột súng gì đi, là do cái đời trước của mình tạo những nghiệp xấu ác thì mình bằng lòng với cái thân này để mình xả cái báo thân. Cái quả báo nó đã hình thành nơi cái thân này rồi, bây giờ sửa cái thân này thì sửa không được rồi, sửa cái quả là sửa không được rồi, thôi bây giờ mình tu cái nhân. Mà cái nhân để mà tu hành mau chóng thành tựu nhất đó là lấy cái quả giác của Phật A Di Đà là Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy cái quả giác của Bồ Tát Quán Thế Âm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lấy cái quả giác của Bồ Tát Thiên Thủ đó là Thần Chú Đại Bi, làm cái nhân địa để mình tu. Ấn Tổ hay nói cái chỗ này. Làm lại cái nhân địa để mình tu thì mình chóng mau thành tựu. Cho nên mình ra làm cái kiểu gì đó không biết là phải về bên đó. Mà cái nguyên tắc phải về bên đó thì buộc mình phải xem cõi Ta Bà này như hầm xí. Ấn Tổ hay nói. Muốn vãng sanh phải chán Ta Bà, xả ly Ta Bà, nhàm chán Ta Bà, xem nó như hầm xí. Mình thấy một lớp da áo bảo bọc được bên ngoài, chứ mà thực sự ra mà lấy cái lớp da này ra khỏi thì thôi, xương, sẩu, máu, mủ, thịt, rồi phân tiểu trong này còn hơn hầm xí. Thì cái chánh báo của cõi người mình là con người mình ở cõi này nó dơ giấy thì cái y báo nó cũng thế à. Điều mình nhìn không ra thôi, thực sự nó là như vậy đó. Cho nên Ấn Tổ mới nói là nó gốm nhồm hơn hầm xí. Và nhìn thấy cõi này giống như lao ngục, đang nhốt mình ở trong này. Ăn uống cũng không được tự do. Sáng có cái cô Phật tử ở Sài Gòn của nó, bây giờ có tiền mua bả rau mà 70 ngàn một ký. 70 ngàn một ký rau mà 2-3 ngày, có khi 3-4 ngày mới có. Nhờ người khác mua giùm chứ đi ra không được. Bị trói buộc hết toàn bộ luôn. Cái khả năng của mình có Phật tánh có thể là mình đầy đủ tam minh, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta thâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông, túc mạng thông, là mình muốn đi cái kiểu gì mình đi, không cần phải phương tiện máy bay. Mà bây giờ là bị khống chế toàn bộ hết, là phải do nghiệp lực bao vây không? Bao vây hết. Thì ở bên này làm gì nữa? Tạm sống bên cõi này thôi. Sống gửi tạm thác về quê nhà sẵn có. Nếu mà mình có ý niệm này mãnh liệt á, thì con người này sẽ có công phu mạnh liệt. Vì mục tiêu mình muốn đi về bên đó thì mình phải chuẩn bị tư lương hành trang thôi. Còn mình không muốn về bên đó thì xìu xìu ảnh ảnh, không có chuẩn bị tư lương hành trang làm gì hết.
Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là cái cảnh giới mà thực sự mười phương chư Phật tiếng lưỡi rộng dài thuyết thần thật ngôn, thiết thành thật ngôn tán thán là do cái nhân địa của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài có phát nguyện là khi con thành Phật, cái cảnh giới của con phải thù thắng hơn cảnh giới của mười phương chư Phật, cái hào quang ánh sáng trong cảnh giới của con cũng thù thắng hơn mười phương cảnh giới chư Phật. Dễ sợ chưa? Tức là những cái gì mà thù thắng nhất, Ngài đều muốn cho cảnh giới Ngài được như vậy, do cái nhân địa Ngài tu, chứ không phải Ngài thì muốn hơn thua các cảnh giới Phật khác, nhưng mà do cái nhân địa và cái nguyện lực của Ngài như vậy. Cho nên thực sự mà nói thì cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đối với thần thông Ngài Mục Kiền Liên cũng không có thể nào thấy được. Cho nên một số các vị tu sĩ và cư sĩ mà không tu pháp môn Tịnh Độ, họ bác đi cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là bình thường. Chuyện dĩ nhiên họ bác là chuyện bình thường. Họ chấp chỉ có là lý tánh, là cảnh giới Di Tâm Tịnh Độ, tự tánh Di Đà thôi. Chứ tướng Tịnh Độ và Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi là họ nói không có rồi đó. Mà những người nào mà yếu yếu lý là họ nói là không có thể nào giữ vững niềm tin được. Cho nên đòi hỏi mình phải đọc văn sao cho kỹ để biết được cái sự lý nó viên dung. Trong đó có một người họ có lý luận mà Ấn Tổ có gần như ngày quở, ngày la rầy. Ông nói rằng là tất cả cảnh giới trong Kinh Kim Cang nói rằng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng là cái tướng nó có do cái nguyện lực của Phật Di Đà và do cái cảnh giới tu hành của Đức Phật Di Đà đã triệt chứng đến một cái cảnh giới cao. Cho nên do cái quả giác của Phật Di Đà là chánh báo, nó hình thành ra cái y báo. Nhưng họ đem cái tâm phàm phu á, họ suy nghĩ rằng là giống như cảnh giới ta bà mình á, có sanh rồi có diệt, cảnh giới đó cũng hư vọng. Thì Ấn Tổ Ngài nói nè nè, ông biết hư không này không? Hư không này là nó thường hằng. Ông thấy hư không đó, hư không nó chứa đựng không khí, nó là một cái khoảng hư không á. Thế giới bao nhiêu lúc thành rồi bao nhiêu lúc hồi, bao nhiêu lượt thành, bao nhiêu lượt hội, mà hư không ông thấy nó có hỏi ông. Đó, cũng vậy. Đó là cái con mắt mình thấy thường nhật mỗi ngày mình thấy hư không này không có hỏi. Nhà xây lên rồi bị hư đi, rồi biển cả biến thành nương dâu, rồi núi trở thành biển cả, bao nhiêu thành, bao nhiêu hội về hình tướng, nhưng hư không này không có hỏi. Cũng vậy, cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Di Đà tu đã triệt chứng nơi tự tâm, như hư không nó không có hỏi. Ông đem cái tâm phàm tình của ông nói rằng là lấy cái lý trong Kim Cang nói rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng có tướng thì cũng sẽ có hư vọng. Thì Ấn Tổ nói ông đem cái tâm phàm phu ông so lường với cái thánh trí của Phật Bồ Tát và cảnh giới của Phật Bồ Tát, rồi ông đem cái lý Kim Cang để ông phá cái sự bên Tây Phương, ông nói vậy không có được. Rồi ông đem toàn bộ cái sự tu hành bên Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Cực Lạc và nguyện lực của Phật Di Đà và Đức Phật A Di Đà bên đó đang thuyết pháp, ông dồn vào trong cái lý tánh hết trơn. Ông chỉ biết lý, chấp lý mà ông phá sự, không thể thành tựu được cái công phu tu hành. Cái chỗ này, cái chỗ văn sao Ấn Tổ nói rất sâu sắc. Như vậy hôm nay đừng nói rằng chỉ có Tây Phương Cực Lạc tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ mà không có Tây Phương cách đây 10 muôn ức cõi. Nói vậy là không thể thành tựu được sự lý biên dung. Rồi nói là chỉ có Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà rước ta về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà mình không có tu nơi cái lý, mình không có thấy mình là có Phật A Di Đà sẵn có trong tâm, thì như vậy chỉ chấp sự mà bỏ lý cũng không được. Sự lý phải viên dung. Người này có niệm Phật, người này có phát nguyện vãng sanh, người này có tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, người này muốn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì đồng cảm, đồng nguyện, đồng hạnh với Đức Phật Di Đà, thì bắt buộc Đức Phật Di Đà sẽ xuống tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Có điều này. Nói về cái tội mà để mà chiêu cảm vào cảnh khổ, thì cái tội bất hiếu thực sự là tội lớn. Thực sự là tội lớn, tội bất hiếu là tội rất lớn. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi nhắn nhủ đến bạn trẻ và cũng như tất cả những người còn cha còn mẹ đó, thì nên
nghĩ đến và lo lắng cho cha mẹ, thương yêu cha mẹ. Còn những người đã mất cha mẹ rồi thì hàng ngày tu phải hồi hướng cho cha mẹ. Đó là dĩ hiếu vi bổn luận. Phật giáo lấy hiếu làm gốc. Ấn Tổ có nói hôm bữa thầy Nhuận Minh có đọc ngày Vu Lan. Cái hiếu của con người thực sự là một cái phước báu, và cái bất hiếu là một cái tội lỗi rất lớn. Khi mà cha mẹ họ mà họ xem không ra gì rồi thì thôi, chuyện gì họ cũng dám làm. Cho nên ra nói là vạn áp dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu vi tiên, mà vạn ác cũng là bất hiếu đứng đầu luôn. Khi mà họ làm những điều xấu ác là họ không tôn trọng cha mẹ họ nữa. Cho nếu mà thực sự cha mẹ họ dạy tốt mà họ làm tốt thì họ tôn trọng cha mẹ. Tổ sư Ấn Quang khai thị Phật giáo dĩ hiếu vi bổn luận, nghĩa là luận về Phật giáo lấy hiếu làm gốc. Hiếu là đạo không gì lớn hơn được nữa, bao trùm trời đất, uống nắng thánh, đào tạo hiền. Tiên vương tu đạo hiếu nên thành tựu đức tột cùng. Như Lai nương theo đạo này chứng được đạo giác. Vì thế hiếu kinh đạo Nho có câu: ôi hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất, là hạnh của dân vậy. Giới kinh nhà Phật dạy, hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là ngăn dứt. Thế gian hay suốt thế gian không gì chẳng lấy hiếu làm gốc. Hiềm rằng thế tục phàm tình chỉ biết hành đạo hiếu nơi mặt hình tích rõ ràng, chẳng biết chỗ cùng cực tận hiếu. Hễ cứ thấy hàng thích tự xuất gia, liền dựa theo ngay ý kiến ức đoán của chính mình, mặc tình hủy bán, chẳng hiếu thuận phụ mẫu, chẳng khác gì phường đảng tử nghịch đồ. Chẳng biết pháp thế gian trọng hiếu, mà pháp xuất thế gian cũng không hề không trọng hiếu. Bởi lẽ hiếu như thế gian nói thì có hình tích để tuân theo, còn đạo hiếu của họ thích thì giản lược nơi bề ngoài, mà chuyên chú dốc sức nơi cái gốc. Có hình tích để tuân theo thì rõ ràng, dễ thấy, còn chuyên chú dụng sức nơi gốc thì kính đáo khó thể tỏ rõ. Vì sao nói như vậy? Nho thì hầu hạ phụng dưỡng cho cha mẹ yên thân, coi đó là hiếu. Lập thân hành đạo, dương danh hậu thế, khiến cho cha mẹ nở mày nở mặt thì gọi là đại hiếu. Luận đến cùng cực thì phàm là ngũ thường, bách hạnh, không gì chẳng nhằm phát huy đạo hiếu. Vì thế Thiên Tế Nghi của sách Lệ Ký có câu: chặt một cái cây, giết một con thú, chẳng đúng thời thì chẳng phải là hiếu. Vì thế mới nói, đạo hiếu để thông thấu thần minh, sáng khắp bốn biển vậy. Luận về hiếu đến mức như vậy, có thể nói là tột cùng chí lý vậy, không còn thêm gì được nữa. Nhưng hiếu như vậy rõ ràng thuộc trong vòng tai mắt, con người ta dễ thấy. Chỉ có hàng thích tự chúng ta lấy chuyện thành đạo lợi sanh làm cách báo ân tối thượng, không chỉ báo đáp cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Không những hiếu kính cha mẹ khi còn sống, mà còn độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Vì vậy mới nói đạo hiếu của họ thích ẩn kính, khó thể hiểu rõ vậy. Tuy vậy, đạo hiếu của Nho lấy chuyện phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Nếu đệ tử Phật từ biệt cha mẹ xuất gia, thì có phải là chẳng đối hoài công cha mẹ nuôi dưỡng hay chăng? Đức Phật chế định, xuất gia phải bẩm cùng cha mẹ. Nếu có anh em, con cháu có thể nhờ cậy, thì mới được bẩm thưa cùng cha mẹ. Cha mẹ bằng lòng mới được xuất gia, nếu không chẳng cho xuống tóc. Có người xuất gia rồi, nếu anh em gặp chuyện, cha mẹ không nhờ cậy ai được, cũng được phép xẻ bớt cơm áo để giúp cho cha mẹ. Do vậy, Ngài Trường Lô còn nêu vết thơm phụng dưỡng mẹ. Thiền sư Trường Lô tông trách đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi, bà mẹ Ngài họ Trần nuôi nhờ con trong nhà người cậu, đến lớn sư thông thạo bác lãm kinh điển thế tục. Năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa tông yếu, sau trụ tại chùa Trường Lô,
đón mẹ về nơi thất ở phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 7 năm sau, mẹ niệm Phật qua đời. Chuyện này chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ngài Đạo Phi có chuyện lạ, chôn cha. Ngài Đạo Phi là tông thất của nhà Đường, người Trường An, sanh ra mới vừa đầy năm. Cha vì vương sự bỏ mình, ngài xuất gia năm 7 tuổi, đến năm 19, đời loạn gạo mắt, bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn khắc thực nuôi mẹ. Năm sau, ngài tìm đến chiến trường Hoắc Sơn, thâu nhập xương trắng, kiền thành tụng kinh chú, mong tìm được xương cha. Vài ngày sau, xương cha từ giữa đống xương trồi lên, tiến thẳng đến trước mặt ngài Đạo Phi. Ngài bèn chôn vùi những bộ xương khác, mang xương cha đem về chôn cất. Chuyện này được chép trong Tống Cao Tăng Truyện. Vì thế kinh nói, công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường bậc nhất sanh bộ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ, khiến cho cha mẹ trì trai niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã khuất thì đem công đức tu trì độc tụng của chính mình thường chí thành hồi hướng cho cha mẹ, khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, từ biệt mãi mãi sáu nẻo, chứng vô sanh nhẫn, đạt địa vị bất thối, đến tột cùng đời vị lai độ thoát chúng sanh, khiến cho cả mình lẫn người đều thành giác đạo. Như vậy là chẳng giống với đại hiếu của thế gian. Luận đến cùng cực toàn bộ lục độ vạn hạnh, không gì chẳng nhằm mở rộng đạo hiếu. Do vậy trong Phạm Vọng Giới Kinh, nhất nhất đều dạy nên sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận. Lại nói nếu là đệ tử Phật, hãy nên dùng tâm từ bi thực hiện chuyện phóng sanh. Vì hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy nữ nhân đều là mẹ ta. Đời đời không lúc nào ta chẳng được họ sanh ra. Do vậy lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết chúng sanh ăn thịt chính là giết cha mẹ mình. Do vậy hết thảy những gì mình tu trì đều đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, chính là nghĩ đến tột cùng đời vị lai, hiểu với trọn khắp các hữu tình. Nếu đem đạo hiếu thế gian ra so sánh, thì về mặt hình tích cũng chẳng thiếu khuyết, mà về mặt gốc lại càng dư thừa, tiếc cho những kẻ không thấy được lý này. Nếu không bảo là nói dối, hoang đường, thì cũng cho là mờ mịt. Nào biết theo chiều dọc thì suốt ba đời, theo chiều ngang thì trọn khắp mười phương. Phật nhãn thấy trọn vẹn như nhìn vào lòng bàn tay vậy. Tổ sư Ấn Quang khai thị về cách hóa giải dịch bệnh. Phật là đại y vương trị khắp những bệnh thân tâm sanh tử cho chúng sanh. Nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi, nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ. Một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này, chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm, tự lợi, lợi tha, niệm thánh hiệu Nam-mô-a-di-đà-phật và Nam-mô-quán-thế-âm-bồ-tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước. Nếu họ, tức những oan gia đối đầu ấy, lìa khổ được vui, thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá, mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ phàm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật. Hằng ngày trì chú đại bi gia trì vào nước sạch, có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc, thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú đại bi, dạy người ấy kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Lá thư nêu tỏ ý nghĩa ẩn kính của việc học nghề y vào năm 1938. Phàm người tu hành ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hành, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hành. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước căng bườm trong biển khổ sanh tử này, mau được vào biển Tát Bà Nhã, nghĩa là nhất thiết trí. Nếu chẳng sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương, cứ niệm Phật trì chú vân vân, hờ hững thì đều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Trì chú cố nhiên nên kiền thành khiết tịnh, niệm Phật cũng phải kiền thành khiết tịnh, nhưng tận tâm tận lực là được rồi. Hiện thời thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, trọn không có lúc nào ngưng dứt, ấy là do hết thảy chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm. Trong ác nghiệp chỉ có giết chóc là nhiều nhất, chỉ có giết chóc là thảm khốc nhất. Muốn cho thế đạo thái bình, nhân dân yên vui, ác mọi người phải kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật thì mới là lời bàn luận giải quyết từ căn bản. Người niệm Phật ai nấy tùy phận, chuyên niệm Phật hiệu cũng được, mà kiêm thêm tụng kinh, trì chú và rộng tu vạn hạnh cũng được. Nhưng chớ nên trọn chẳng có đầu mối thứ tự, ắt phải lấy niệm Phật làm chủ, làm chánh hạnh. Những thứ khác đều là khách, là trợ hạnh thì tốt lắm. Nếu không sẽ như rải tiền trong nhà, chẳng xỏ thành chuỗi, sẽ không thọ dụng được. Cũng giống như vào biển thiếu kim chỉ nam, chẳng có gì để nương theo. Thờ tượng Phật Bồ Tát thì tượng vẽ hay tượng khắc đều được. Chỉ cần coi tượng ấy như Đức Phật thật sự, tự nhiên sẽ được phước, được huệ. Nếu vẫn coi là giấy, gỗ, vân vân, ắt sẽ tổn phước, giảm thọ. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyện II, thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân. Từ lão thái do uống nước pha tro hương, được gia trì bằng chú Đại Bi, mà căn bệnh nguy hiểm được bớt hẳn, đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Trước kia, quan chẳng trì chú Đại Bi. Năm Dân Quốc 21-1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa, bệnh tình nguy cấp, ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc, xin quan tụng cho một chén nước Đại Bi. Quan liền niệm ba biến, bảo cầm về, uống vào. Bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói, bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Nam Mô A Di Đà.